Vâng và hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh AF Mobile. Thì hôm nay mình đã nhận được một bộ đồ, đó là bộ đồ trang phục nước Anh mở thôi. Vâng, rất là đẹp nha các bạn. Mình sẽ mở hết đống trang phục này. Đây, rồi sau đó mình sẽ vào shop, vào tủ đồ. Bộ trang phục nước Anh đâu rồi? Trang phục nước Anh của tôi đâu? Đấy, thấy chưa? Quần nước Anh đâu? Đấy. Nón, cho cái nón nào nó xịn xịn hơn xíu đó. Nhìn ngầu chưa? giày nữa. Giày nước Anh đâu? Đâu? Chắc giày này rồi. Đó. Và mình cũng có bộ trang phục nam này chứ các bạn. Vâng, thì đây là quà tặng từ Garena. Để mình thêm kỹ năng nữa. Thôi, con này xấu quá. Mình lấy nhân vật nam đi, cho nó nhìn nó lịch sự, nó hay hay, nó hài hài hơn xíu. Nhân vật nam của mình nhìn bừa chưa? Rồi. Giày đâu? Giày nè. Áo đâu, áo đâu, áo đâu, áo đâu rồi? Áo của tôi đâu? Đây, áo. Quần, quần, quần đâu, quần đâu, quần đâu? Quần. Ê. Đẹp trai chưa? Đáng ra con này đi với à, đúng rồi, con này đi với quần nào ta? Quần này đúng rồi. Rồi, nón thì đi này đó. Này. Nó cho giống người Hàn Quốc. Rồi bây giờ mình sẽ tìm 4 bọ gấp ngẫu nhiên vào trận. Các bạn có thể mua bộ đồ này với giá là cực rẻ nha các bạn, ở trên shop nha. Nhìn lịch sự chưa? Quần đẹp trai không? Quần này chắc ở ngoài đời mình phải sắm một cái ra. Cực kỳ đẹp. Vào trận rồi nè. Tự động chạy giúp tăng tốc độ di chuyển nhưng bạn không thể bắn khi đang chạy nhanh. Ok, cái này thì biết rồi. Vâng, một câu slogan. Rồi. Thấy ngầu chưa? Ngầu như đi cầu chưa? Cực kỳ ngầu luôn nhé các bạn. Nhìn cái quần ốm nhom ốm nhách à. Nhìn thân hình mảnh mai của anh Andrew kìa. Ê, ta nói thiệt chứ. Nào, lên. Vào. Vâng, đã vào rồi. Vào ra ngoài á. Các bạn tin mình vào không? Mình vào nè. Vào cho các bạn xem này. Ơi trời, đầu phộng, đầu xanh, đầu đũa, đầu đen, đầu Hà Lan, đầu đỏ, đầu hũ. Rồi, như vậy là vào trận thôi. Chuẩn bị nào, nhảy đâu đây? Ơi sao đứng máy rồi nè? À, đây 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 đây. Đây. Nhảy thôi, nhảy thôi. Liệu rằng ván này mình có lấy top được hay không hay là chết giữa trận thì các bạn hãy chờ xem nhé. Tới nào nữa đi trời đất ơi, xong nữa đi. Khổ thân quá. Nào, không biết có ai lảng vảng ở đây không? Trời, tôi đâu có cần K98, khổ thân. Ê, làm gì đó? Ê, có sọc gân rồi. Có sọc gân là cân cả tem. Ủa, bộ nó không tới cứu à? Kỳ vậy. Rồi xong. Hy sinh tìm đường cứu nước luôn. Ơi ơi, bên đây, bên đây, bên đây. Đông nha. Cái thùng, cái thùng, cái thùng.
cái thùng này thì ơi cứu kìa, cứu nhau kìa. Ẩu quá, sao cứ ly tâm vào thằng này là sao? Rồi ok, còn nữa, còn nữa, còn đông lắm, còn đông lắm. Xuống đây mà cứu bạn đi nè, bạn đây nè. Trời, nằm chết la liệt luôn kìa, khổ thân tôi quá. Rồi không sống nổi rồi, thôi đi luôn. Rồi như vậy là anh ta đã chết trước dự định nha các bạn. Kosuka nè. Ấy, con đàn hai có rồi. Ok, bây giờ sẽ coi còn ai không. Bỏ. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Có ai không? Help me. Có ai không? Có ai không? Hello? Hello? Where you from? Who are you? Đậu phộng, đậu xanh, đậu đũa, đậu đen. Đâu hết rồi? Ra đây hết đi. Khổ thân tôi phải đi tìm từng người không? Rồi, bây giờ sẽ là phần dục rác. Này thì tay cầm ba nè. Hết trò chơi rồi. Rồi, thôi đi thôi. Cái đồ tăng giáp rồi ta. Đi nào, đi nào. Đường tới vinh quang còn xa lắm. Có ai không? Ở đây có ai không? Ừ, nấm. Nấm bà Nhi, nấm bà Thảo, nấm bà Trần, nấm bà Diễm. Ok, đây là nấm của quân đoàn mình. Nấm. Ở đâu có núm, ở đó có ai hết. Mẹ. Đâu rồi. Ôi, red. Vô nhà thẩm, vô nhà thẩm. Xui dữ ta. Hình như có thằng ở đâu đây hay sao mà nó có cái nòng ở đây. Hay là mình. Đâu ta? Bom nổ đi trời. Ui trời, nó nổ kìa. Nổ muốn banh xác luôn à. Nổ muốn tét quần luôn à. Trời ơi, nó nổ kìa. Trời, đầu xanh. Mình mà đi ra một xíu là nó nổ banh xác rồi. Rồi ok, hết rồi. Đi thôi. Còn ai không? Bo lên cổng trời rồi nha các bạn. Khẩu lục này thích nè. Hello. Có tên. Có một tên chạy nhông nhông ở trên đó kìa. Mình mới thấy đâu rồi? Nó mới chạy nhông nhông đây mà ta. Hay là mình nhìn nhầm ta?
Sao nhìn nhầm được? Nhìn chính xác mà. Rõ ràng thấy nó chạy mà. Ok, đây 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 đây. Đây đây đây. Thanh niên nhỏ nhất năm đây. Rồi, yếu máu rồi. Nào, bằng bằng. Yeah. Vâng, và thanh niên đây đã chủ tới bây giờ là cũng rất là hay rồi đó các bạn ạ. Vâng, anh ta có rất là nhiều bom. Tôi đánh giá cao bom của anh ta. Ôi, sạc lỏng này. Vâng, và anh ta phải ngồi xem phim thôi. Bỏ bình máu đi. Rồi. Tiếp tục là hành trình đi săn hắc. Còn ai không? Ở đây ơi, cái gì vậy? Đang bắn mà. Ở đây dễ chết lắm nha các bạn. Ui chà, ba thằng luôn. Rồi, bỏ khu vực này. Lên săn một thằng ở trên đây đã. Một thằng hay hai thằng ta? Thấy phiêu phiêu vậy ta? Như một thằng á. Nó đang chạy xuống đây hả? Phiêu phiêu vậy ta? Nào nào nào. Đụng mặt nè. Đâu rồi? Ok. Ở đây có người mà. Nào nào nào, ra đi. Ra đi. Đậu phòng nó đâu rồi? Khốn nạn rồi. Cả mấy thằng dưới đây nè. Nào có ai không? Polly. Làm ơn đi trời ơi. Đây có núm, có núm, có núm, có núm. Núm bà Nhi, núm bà Trân, núm bà Trân hay núm bà Nhi, núm bà Nhi hay núm bà Thảo, núm bà Thảo hay núm bà Diễm. Chạy bò lên đây không ta? À, nó thấy à? Hả? À, nó đang bắn mình nè. À. Ok. Clear một đống ở đây luôn. Kinh nhỉ. Có cái drop nữa này. Phê phết nhỉ. Nào Rob ơi, tao tới đây, tới đây. Cái Rob là của mình, cái Rob là của mình. Ui thôi 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 thôi. Thôi. Thôi hết đạn rồi. Hết đạn rồi. Rồi xong. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Còn đạn không, còn đạn không? Xuống drop, xuống drop. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Groja nè. Rồi, để chắc tập trung lấy đạn nhiều hơn nè. Tại vì đạn là quan trọng nhất. Không có đạn không sống nổi đâu. Kiếm cái thằng nào có bao lô ba nào. Bao lô ba đâu? Khốn nạn.
Rồi rồi, bò vô rồi, bò vô rồi. Một mình đi đôi khi nó nói chung là nó buồn, nó tẻ làm sao, chặt 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 nè, chặt nè, nó buồn lắm. Rồi, có cái drop ở đây. Liệu rằng sẽ có người nào ở đây không? Còn 11 thằng nữa thôi. Ủa, có cái drop đứa lấy rồi này. Rồi, xong luôn. Hy sinh tìm đường cứu nước luôn. Còn thằng nào trên bản đồ à? Nhà, 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 nhà. Nhà, 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 nhà. Đúng rồi, chạy bo đi. Chạy bo đi. Đừng nói lấy xe chạy nha. Nó chạy đâu ta? Nó chạy đâu ta? Ơi, ơi, không ổn rồi. Không ổn rồi, đại vương ơi. Đại vương ơi, không ổn, không ổn, không ổn. Súng nhắm, không ổn. Đại vương nguy hiểm quá. Làm hết hồn à. Đại vương ngồi trong đó kìa. Nhìn đại vương à. Vãi cái hàng ra. Nào. Và bây giờ là màn săn bắt cướp. Chạy bo đi không thôi chết bây giờ. À, bên đây có người. Vậy là trong nhà này vẫn còn có người. Đâu bắn gì ta? Bo thâu rồi mà nó không chạy bo à? Kệ nó đi. Ừ. Rồi xong, knock out. Đừng có bảo là mình hack nha. Phiêu lắm đó. Bò này cắn cũng đau phết nha. Rồi, vậy là còn đúng một tem nữa. Bộ đồ học sinh này hên phết nha. Có ai chạy bo không ta? Có ai ngoài bo không? Giờ này mà ngoài bo là bất tử luôn á. Ừ, rồi biết ngay bất tử mà, thanh niên bất tử rồi. Thanh niên nó hát bất tử rồi nha các bạn, hát tàng hình hát đồn thổ rồi. Còn ai không? Đâu rồi, đâu rồi, ra đi, ra hết đi cho chết sớm nào, nào 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 nào, ra đây hết đi. Ơi, giáp ba, giáp ba, giáp ba, quên 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 đấy, có phải là giáp ba hay hơn không? Nào 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 nào, bò thâu rồi, chạy đi chạy đi. Chạy đi không thôi kẻo chết. Chạy đi, chạy đi, chạy cho nhanh vào. Đến leo rào là chết bà tụi mày luôn. Nhà chữ L này, một gốc cam khá là đẹp cho bo. À. Rồi xong bất tử luôn.
Còn thằng nào không? Còn không? Còn một thằng duy nhất nữa rồi. Mình biết nó nằm đâu đây rồi. Đâu rồi? Ra đây! Ra đây, thằng kia. Đây. Rồi, xong. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Có được có 13 mạng à.